Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Phong thủy có giúp phát tài hay không? Không thể các bạn ạ. Với những vị gia chủ tri thức, có thêm vài phần may mắn đã là quá đủ. Phong thủy cho bạn thêm cơ hội về tài lộc, giảm đi vận xấu, nhưng không thể hóa giải những nghiệp bất thiện bạn đã tạo tác trước kia. Cũng như khi bạn thỉnh một vật phẩm hợp với bạn, vật này đã được sái tịnh gia trì sẽ cho bạn thêm điều tốt lành. Nhưng điều tốt lành này tồn tại trong một thời gian ngắn hạn và cũng không thể thay đổi được những gì trước đây bạn đã gây nên. Nhân nào quả nấy là điều không cải bàn. Tuổi Quý Hợi trẻ hơn Khải Toàn vài tuổi. Họ là những người có tâm tính thiện lành. Những ai sinh mệnh ngày thuộc hành âm đa phần là nội tâm. Video này Khải Toàn sẽ nêu vài ví dụ về lá số có yếu tố phát tài và cả những lá số hao tài khó giữ được tiền. Hiện tại với nam, nhóm 5, 11, 12 có vận không tốt. Với nữ, nhóm 6, 7, 11 là những nhóm có vận bất lợi. Tuổi Hợi đa phần tốt bụng, hiền lành, biết nhường nhịn mọi người trong điều kiện có thể, dễ dàng bằng lòng và dễ tha thứ cho người khác. Quý thuộc hành thủy, Hợi cũng là hành thủy. Những ai sinh tháng Hợi Tý Sửu, cuối năm và đầu năm khó giữ được tiền. Tuy nhiên không phải ai tuổi Quý Hợi cũng như nhau, thậm chí sinh cùng ngày giờ chưa hẳn đã giống nhau. Người có phước về tài, người có phước về tướng mạo hoặc là thọ mạng. Vậy phước từ đâu mà có, họa phúc từ đâu mà sinh? Đó chính là nghiệp lực mỗi người đã tạo tác trong đời quá khứ. Chính vì lẽ đó, có những mệnh có thể dùng phong thủy để gia tăng tài lộc, có những mệnh hoàn toàn không thể. Vì trong mệnh không có sẵn cá nhân tài phú, mệnh không có tài phú, chỉ có cách duy nhất là tu dưỡng tâm tánh, bố thí giúp người, may ra mới có thể cải biến đường tài lộc về sau. Ngoài việc kiên nhẫn xem chọn video, bạn cần ghi lại 8 ô ngày sinh của chính mình, tự tra lịch việc hoặc vào website của Khải Toàn tra như hình minh họa này. Bạn đang làm nghề gì để kiếm tiền? Mất bao năm bạn thành thạo nghề của bạn? Khi đã thành thạo nghề, làm công việc ấy mỗi ngày nhưng vẫn phải rất khó nhọc giải quyết khi việc phát sinh, phải hao tổn công sức để cải biến, để tiếp thu những kiến thức mới nhằm đáp ứng dòng chảy của xã hội. Đó chính là nhân quả. Làm gì có nghề nào mới học mà thạo ngay? Làm gì có hạt nào, hạt giống không thể nào trồng xuống hôm nay mà ngày mai có ngay quả ngọt? Hoàn toàn là trái với tự nhiên. Vì vậy, nếu bạn trông chờ vào phong thủy cho bạn có nhanh tài lộc, trông chờ vào thần thánh cho bạn nhanh phước báo, hoàn toàn là mê lầm. Khải Toàn khá hạn chế nhận xem mệnh vì nhiều lý do khác nhau, trong đó người cần cải biến vận mệnh phải có ý niệm tự lực và phải là người tin vào nhân nào quả ấy, là người tin vào có làm mới có ăn. Video này hướng dẫn tìm cho mình dụng thần của tuổi Quý Hợi. Khải Toàn có đề cập đến mệnh phát tài, mệnh giàu có và người có lòng giúp người. Người có lòng giúp người là yếu tố lớn nhất để Khải Toàn nhận xem một lá số. Ngoài đề cập dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ, chia chi tiết theo từng tháng sinh, Khải Toàn đề cập thêm về mệnh ngày sinh, đại vận tốt xấu và cách ứng dụng mệnh khuyết. Các bạn đón xem phần sau video. Quan niệm xưa cũ cho rằng dần thân tỵ hợi là tứ hành xung. Đây cũng là một quan niệm sai lầm. Xét mệnh chỉ theo năm sinh hoàn toàn không thể nào chính xác. Tuổi này xung với tuổi Quý Hợi, năm này là năm xấu, cưới người này tổn hao đến cha mẹ, tại sinh đứa con này mà như thế này hay như thế kia, hoàn toàn là tà kiến. Tà là nghiêng là lệch.
Người mang nặng tư tưởng như vậy không thể nào mở lòng, đừng nói đến vận tốt. Tâm trí không thể nào an được, tâm không an thì không thể nào có phong thủy tốt. Vì tâm lý an lạc là một loại phong thủy tốt nhất. Xem và chỉnh thể phong thủy nhà hay phong thủy công ty, phong thủy shop giúp gia tăng cơ hội về tài lộc công danh. Xem mệnh cải vận giúp gia tăng may mắn, giảm đi vận xấu. Tuy nhiên mọi thứ có tăng có giảm, không thể nào chuyển đen thành trắng, vì phong thủy hoàn toàn không thay đổi được luật nhân quả. Khi chọn nhà để ở, chọn nhà để nơi kinh doanh, tuổi Quý Hợi không nên chọn cửa tại cung Dần, góc 52 cho đến 68 độ Đông Bắc, sẽ phạm phải vong thần, chủ về kiện tụng thị phi. Về hướng hợp tuổi của mỗi lá số, bạn có thể lên website vào mục xem ngày lành để tìm hiểu thêm. Tuổi Hợi tam tai vào các năm Tỵ Ngọ Mùi, Thái Tuế vào các năm Dần Thân Tỵ Hợi. Các bạn không nên quá lo lắng về các sao hạn này. Nếu muốn có vận tốt, hãy cố gắng loại bỏ những tư tưởng tiêu cực trong tâm trí chính mình. Ngày có sáng tối, một năm 12 tháng, chu kỳ 12 năm, đời người lúc này lúc kia, lúc lên lúc xuống là lẽ thường. Vận hạn tốt xấu phụ thuộc vào nghiệp lực của mỗi người, phụ thuộc vào phong thủy nơi bạn sinh sống, phụ thuộc vào yếu tố tâm lý. Tâm bạn thiện thì bất kỳ nơi nào bạn sinh sống cũng có thể trở thành mảnh đất phước. Mệnh có sẵn tài khố là mệnh dễ kiếm tiền, dù bạn làm gì cũng có thể kiếm được tiền. Khi nào thì phát đạt, điều này có thể thấy được trong sinh thần bát tự của chính bạn. Các bạn đã xem lại video cách tự tìm cung tài lộc. Cách đây không lâu, một cô gia chủ đến từ Nha Trang vào Hồ Chí Minh gặp Hải Toàn. Mệnh của cô này là mệnh làm gì cũng có thể kiếm được tiền, nhìn đâu cũng có cơ hội về tài lộc. Với những ai sinh mệnh ngày sinh Nhâm thuộc Thủy và ngày Kỷ thuộc Thổ là mệnh có sẵn cung tài lộc của tuổi Quý Hợi. Các bạn xem phần sau video có hướng dẫn lấy lá số để tìm ra mệnh ngày sinh của chính mình. Nhóm 11 có thể là nhóm có thời vận kém nhất của tuổi Quý Hợi. Vì vậy, tuy khác tháng sinh đã có vận khác nhau, khác ngày giờ sinh còn khác rất nhiều. Các bạn nên biết học cải vận cũng giống như học một ngành nghề, cần một thời gian, cần kiên trì để chuyển xấu thành chung, chuyển chung thành tốt, phải kiên trì chăm sóc mới có thành quả. Phong thủy tốt là phong thủy đơn giản, chỉ cần trong gia đình của bạn hòa thuận, có lòng thông cảm, nhiều tiếng cười là bạn đã sống trong một ngôi nhà có phong thủy tốt. Bạn muốn gia tăng phước báo, muốn tích phước bồi đức, hãy bố thí. Muốn khai ngộ, hãy nghe pháp và hành thiền, mở lòng thông cảm với tất cả mọi người. Quý Hợi xét riêng theo năm là nhóm người trầm tính lẫn cọc tính, có phong thái ung dung tự tại, quản lý tốt thời gian của chính mình. Nhóm người sinh sau tháng 8 đến tháng 1 dương lịch là nhóm người có thể thiếu đi sự nhiệt huyết lớn trong những hoài bão của mình. Nếu trong mệnh của bạn không có tài phú thì dù có giành giật cố tranh đoạt của ai cũng không thể có được. Mệnh giàu sang hay mệnh nghèo khó là do tạo tác từ đời trước. Mệnh có tài phú là do biết tu pháp bố thí, đời này bạn làm gì cũng có thể kiếm được tiền. Khải Toàn nêu vài ví dụ về tuổi Quý Hợi giàu có trong nhiều lá số đã tra. Ví dụ 1, mệnh nam này sinh tháng 10 năm 83, ngày sinh Bính thuộc Hỏa, cung tài là Kim, chữ Bính hành Dương, cung chính tài là Kim Âm, tức là chữ Tân hoặc chữ Dậu. Trong bát tự tứ trụ, trụ tháng có sức ảnh hưởng mạnh nhất. Người này sinh tháng Dậu, bên cạnh lại có chữ Tân, giờ sinh là giờ Tỵ, Tỵ Dậu lại hợp Kim, nguồn tài rất là vượng. Ví dụ 2, mệnh nữ này cũng sinh tháng 10 năm 83, ngày sinh Kỷ thuộc Thổ Âm, cung tài là Thủy. Nhìn vào đồ hình, lá số có Thủy rất dày. Thủy hành Dương là cung chính tài,
tức là chữ Nhâm hoặc chữ Tý. Mệnh có khung tài ở mức khá, nhìn vào đồ hình màu xanh dương thuộc thủy. Màu nâu đại diện cho thổ cũng rất là nhiều. Người này có nhiều thổ đại diện cho tích trữ đất đai nhà cửa và cả ban phát. Đây là người mệnh có lòng hào hiệp và giúp người. Tuy nhiên lại là người khá lo xa và đa nghi, tự làm khó tâm trí của chính mình. Thời vận của lá số này thăng trầm bất định. Trong mệnh lý, thủy quá vượng là mệnh dễ phá tài. Sau đây Khải Toàn ví dụ về mệnh khó giữ được tiền tài. Ví dụ 3, mệnh nam sinh tháng 12 năm 83. Mệnh sinh tháng Tý, tháng Tý do thủy quản. Năm sinh Hợi, Hợi cũng thuộc thủy. Giờ sinh lại là Sửu. Mệnh có tam hợp cục thủy bởi Hợi Tý Sửu. Mệnh này sinh ngày Quý cũng thuộc thủy, thiên can năm và giờ sinh cũng là chữ Quý. Mệnh có thủy cường vượng là mệnh khó tích lũy tài lộc. Bất cứ nơi nào họ ở, ngôi nhà dễ bị ẩm thấp, rỉ nước hoặc gặp lục. Lá số này có thời vận tốt đến khá muộn. Các bạn theo hướng dẫn lấy lá số, biết được mệnh ngày sinh của mình, tìm theo mũi tên đối xung sẽ ra cung tài. Nhìn vào lá số mình xem có nhiều màu trùng với cung tài hay không. Đây là một trong những cách đơn giản tìm ra mệnh có tài phú. Ví dụ bạn sinh ngày Giáp hoặc là Ất thuộc mộc là màu xanh lá, cung tài của bạn sẽ là thổ. Lá số có nhiều màu nâu tức là bạn có nhiều cung tài. Sinh mệnh ngày tính dương, ví dụ như là Giáp thì cung tài nên là thổ âm, ví dụ chữ Kỷ hoặc chữ Sửu hoặc cả chữ Mùi. Dù mệnh của bạn có tài phú hay không, thọ mạng tướng mạo ra sao, nếu chịu khó tu dưỡng tâm tánh, chịu khó bố thí tiền, bố thí lời nói, bố thí lòng yêu thương, thì vẫn có thể chuyển hóa được nghiệp lực, trừ khi chính bản thân của bạn không chịu bồi đắp. Nội dung hướng dẫn các bạn tìm ra dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Nếu bạn kiên nhẫn xem, có thể phát hiện nhiều thông tin bổ ích về bản thân nhằm cải biến vận trình. Hãy để lại bình luận câu hỏi rõ ràng, ghi ngày tháng năm rõ ràng bằng dương lịch, đủ duyên Khải Toàn sẽ hồi đáp. Quý Hợi nói chung là những người trầm tính, lành tính, hiền lành. Tính cách tăng hay giảm phụ thuộc lớn vào ngày sinh và cả tháng sinh. Ví dụ năm sinh Hợi, tháng sinh có Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm người cực đoan bảo thủ, cố chấp và có tố chất lãnh đạo. Tháng sinh có Dần Thân Tỵ sẽ linh hoạt giỏi ứng biến. Tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi sẽ bình hòa bao dung và nhân ái. Còn những ai sinh tháng Hợi thì càng trầm tính, ít phấn đấu. Tuổi Quý Hợi đa phần tốt bụng, giỏi phân bổ thời gian của chính mình, nhường nhịn mọi người trong điều kiện có thể, nhưng mà không nên quá ép họ, dễ dàng bằng lòng và dễ dàng tha thứ cho người khác. Tuổi Hợi là một trong tứ trường sinh đại diện cho mộc khố. Đặc tính của Hợi là hiền hòa, không thích ganh đua, không thích tranh đua với bất kỳ ai khác. Chính vì lẽ này họ dễ có được sự an lạc. Nhìn bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận bất kỳ điều gì hoặc là buồn phiền bất kỳ điều gì khác. Nhưng thực tế họ biết cách cân bằng thời gian, điều hòa cho cuộc sống của chính mình. Họ dễ dàng bằng lòng, dễ dàng tha thứ cho người khác khi người khác gặp sai lầm. Nhược điểm lớn nhất của tuổi Quý Hợi có thể là lá số có thủy vượng, ít đấu tranh, ít phấn đấu, thiên về tình cảm rất nhiều, dễ bi lụy chuyện tình cảm. Đa phần người tuổi Hợi họ đặt rất nhiều tình cảm của mình vào đối phương nên vì thế dễ thất vọng. Các bạn nên biết không có chuyện vận dụng phong thủy là phát tài ngay, càng không có chuyện đeo một món trang sức, mua một vật nào đó rồi phát tài ngay được. Nếu vận dụng tốt thì mỗi ngày bạn tích góp một ít điều tốt lành, ví như mỗi ngày
bạn bỏ ống heo một ít tiền, một thời gian sau con heo mới mập ú lên được. Thầy phong thủy có cách phát tài nhanh, hãy làm theo họ. Đó chính là cách của tà ma. Một người nào đó giúp bạn phát tài nhanh thì họ có tiểu thần thông từ linh giới yêu ma. Họ có thể mách bảo bạn cho bạn biết một vài việc. Nhưng các bạn nên biết, cái gì bộc phát thì không thể bền lâu, hậu quả thì rất khó lường. Thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, việc còn lại bạn phải nỗ lực tự phấn đấu và vô cùng cố gắng. Cố gắng nhiều thu hoạch nhiều, cố gắng ít thu hoạch ít. Tuy nhiên, bạn phải là người có phước phần mới có thể đón nhận được những điều tốt lành từ người khác. Bạn không đủ phước thì dù có thần Phật tới độ, bạn cũng không thể nào tin được, không thể nào giúp được chính bạn vì bạn không đủ phước. Vì thế, nếu sống thiện lành, giúp đỡ chúng sinh, không tham sân si mạn nghi là cách tốt nhất để bồi đắp phước duyên, bồi đắp cho hậu vận sau này. Sống thiện lành là nhân, phước báo là quả. Quý Hợi, xét theo dụng thần bát tự mệnh khuyết, nội dung chia thành 12 nhóm của 12 tháng sinh, tóm tắt về đại vận, tức những sự kiện xảy ra trong 10 năm. Ngày tháng năm đề cập là ngày dương lịch, các bạn có thể tra áp lịch Việt ngày âm sang dương hoặc là vào website Khải Toàn để tự tra. Xét đơn giản theo năm sinh, Quý Hợi thuộc Bình Địa Mộc, hộ mệnh là vị Phật A Di Đà. Mệnh mộc nên dùng màu của mộc hoặc màu của thủy, gồm các màu xanh lá, xanh dương hoặc đen. Những gì là thủy? Hải sản, đánh bắt cá, nghề biển, quảng cáo, tư vấn, làm đẹp, cơ sở chữa bệnh, spa, thẩm mỹ, kinh doanh nước giải khát là các ngành thuộc thủy. Giờ tốt của thủy là giờ buổi tối. Tính đơn giản thì tam hợp với Hợi, ta có Mão Mùi hoặc là Tý Sửu. Trực xung ta có Dần Thân Tỵ Hợi. Tuy nhiên, tam hợp lục hợp này chỉ có ý nghĩa nếu đó là dụng thần, tức là mệnh khuyết theo ngũ hành. Khải Toàn không khuyến nghị các bạn xét theo cách này, khó lòng chính xác cao. 10 người dụng giỏi lắm, vài người đúng, vì không phải ai tuổi Quý Hợi cũng như nhau. Các bạn vào website tự tra lá số, ghi lại thông tin 8 ô ngày sinh của mình theo ví dụ này, ghi nhớ mệnh ngày sinh của mình, vì trong bài đề cập nhiều về mệnh ngày sinh, một mật mã rất quan trọng. Sau đó mời các bạn xem chi tiết 12 tháng sinh, tự tra mệnh ngày sinh của mình, những mật mã liên quan của bản thân ở phần sau video. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 1, sinh từ 13 tháng 2 năm 83 cho đến 14 tháng 3 năm 83 dương lịch, tháng Giáp Dần. Năm sinh Quý Hợi, sinh tháng Dần, là người có sao cô thần. Nam có mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm tình cảm. Những ai làm nghề giảng dạy thường là khá tốt. Hợi Dần tương phá, có hai mật mã dễ biến động. Năm Quý Hợi thiên về người nội tâm, hiền lành, cộc tính, trầm tính, ít phân tranh. Sinh tháng Dần thích tự do, Dần thuộc mộc hỏa, có tính quân tử, khi nóng giận khó kiềm chế, có tính quân tử rất cao. Dần thuộc mộc hỏa, tiết khí này trời còn mát, nên tùy vào ngày sinh và giờ sinh để tính được hợp hóa của bát tự. Người sinh nhóm này tính cách đa phần là trầm tính, cộc tính, đôi khi thiếu lòng nhẫn nại. Những ai sinh mệnh ngày sinh thuộc Tân hoặc thuộc Giáp là mệnh có nhiều cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính sẽ mạnh chuyện chăn gối. Thời vận mệnh nữ trước 40 tuổi hành vận Ngọ thuộc Hỏa khá tốt với nhóm sinh trước ngày 18 tháng 2 hoặc người sinh mệnh ngày thuộc Mậu hoặc Kỷ. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp có sao Hồng Diễm, mật mã của giai đoạn dễ biến động tình cảm. Thời vận mệnh nữ từ 41 cho đến 50 tuổi hành vận Kỷ Mùi thuộc Thổ Hỏa, nhiều cơ hội về sáng tạo và công việc nhưng tâm dễ lo lắng. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Vận này có sao Hoa Cái đại diện cho học nhanh hiểu nhanh và danh tiếng thị phi,
Nữ có chu kỳ này mạnh mẽ dễ dẫn đến cô đơn. Thời vận mệnh nam trước 41 tuổi, hành vận canh tuất thuộc kim thổ hỏa, vận khá tốt với nhóm sinh trước 18 tháng 2. Thời vận từ 42 cho đến 51, hành vận kỷ dậu thuộc kim thổ, nhiều cơ hội về chức vị thăng tiến. Ai sinh mệnh ngày thuộc bính hoặc giáp trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Nhóm sinh từ 13 tháng 2 cho đến 18 tháng 2 thường là thiếu hỏa. Nhóm sinh từ 19 tháng 2 cho đến 14 tháng 3 thường là thiếu kim. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày Ất Mộc không nên dùng nhiều kim, và ai sinh mệnh ngày Nhâm thuộc thủy không nên dùng nhiều hỏa. Mời các bạn xem phần sau video có hướng dẫn mệnh thiếu kim và thiếu hỏa. Khải toàn xin tóm tắt nhóm 2, sinh từ 15 tháng 3 cho đến 12 tháng 4 năm 83 dương lịch, tháng Ất Mão. Năm Quý Hợi thiên về người nội tâm hiền lành, cộc tính lẫn trầm tính, ít phân tranh với ai khác. Sinh tháng Mão tượng trưng cho sức mạnh của Mộc. Mão thuộc Mộc, quân tử cố chấp khỏi phải bàn. Người sinh tháng hoặc năm Mão tính khí cực đoan phát cuồng, họ là những người trọng danh dự, có lòng yêu thương gia đình và chúng sanh. Tháng sinh Mão sinh mùa mộc vượng, đa phần thời điểm này là người kỵ mộc. Người kỵ mộc không nên nuôi mèo, không nên dùng nhiều đồ gỗ hoặc màu xanh lá. Những ai sinh mệnh ngày Canh hoặc ngày Ất là mệnh có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận mệnh nữ trước 40 tuổi, hành vận Mùi thuộc thổ hỏa, không phải giai đoạn tốt, tinh thần khó thanh tịnh. Thời vận này có sao hoa cái, đại diện cho tài hoa nghệ thuật, học nhanh hiểu nhanh, nhưng thường dễ cô đơn. Ai sinh mệnh ngày thuộc đinh là có sao hồng diễm, càng dễ biến động chuyện tình cảm. Thời vận mệnh nữ từ 41 đến 50 tuổi, hành vận canh thân thuộc kim, là đại vận khá tốt về công danh. Ai sinh mệnh ngày thuộc canh dễ biến động chuyện tình cảm. Ai sinh mệnh ngày thuộc đinh hoặc canh trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Thời vận mệnh nam trước 41 tuổi, hành vận tân hợi thuộc kim thủy, là giai đoạn tốt về tài lộc thăng tiến, tuy nhiên khó giữ được tiền và dễ xung đột đố kỵ. Thời vận 42 đến 51 tuổi, hành vận canh tuất thuộc kim thổ hỏa, 5 năm đầu là khá, 5 năm sau tinh thần dễ nóng nảy, khó an tịnh. Ai sinh mệnh ngày thuộc đinh hoặc ất trong giai đoạn này nhiều cơ hội phát tài. Quý Hợi sinh từ 15 tháng 3 cho đến 12 tháng 4 năm 83 dương lịch, đa phần là kỷ mộc khuyết kim. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày Ất Mộc không nên dùng nhiều kim. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu kim. Khải toàn xin tóm tắt nhóm 3, sinh từ 13 tháng 4 cho đến 12 tháng 5 năm 83 dương lịch, tháng Bính Thìn. Năm sinh Quý Hợi, sinh tháng Thìn là có sao Hồng Loan, chủ về đào hoa kết hôn, tình cảm dễ biến động. Năm sinh Quý Hợi là người nội tâm trầm tính, cộc tính, ít phân tranh với ai khác. Sinh tháng Thìn, Thìn thuộc thổ thủy, là người có khí chất, giỏi thích nghi, có nhiều cơ hội sở hữu đất đai nhà cửa. Thìn rất biến hóa, người sinh tháng năm có Thìn thường là có mệnh tốt. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất trong mệnh có nhiều cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu và Kỷ, tình cảm dễ trắc trở. Thời vận mệnh nữ 35 cho đến 44 tuổi, vận canh thân thuộc kim thủy, là giai đoạn nhiều cơ hội về tài lộc nhưng không dễ tích lũy. Ai sinh mệnh ngày Quý hoặc Canh dễ biến động chuyện tình cảm. Thời vận sau 45 cho đến 54 tuổi, hành vận Tân Dậu khá tốt về công danh và thăng tiến. Ai sinh mệnh ngày thuộc Tân hoặc Bính trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Với mệnh nam, thời vận từ 40 đến 49 tuổi, hành vận Tân Hợi thuộc kim thủy, tốt về công danh chức vị nhưng nhiều biến động vì phạm thái tuế, dễ hao tài thị phi, không nên can dự chuyện người khác. Ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm trong vận này nhiều cơ hội phát tài.
tháng thìn vào các tiết khí mộc và thổ vượng. Người kỵ mộc không nên dùng xanh lá, không nên để râu tóc lông móng dài, không nên nuôi mèo. Kỵ thổ không nên dùng màu nâu. Lưu ý, mệnh ngày mậu thuộc thổ thường không kỵ mộc. Sinh từ 13 tháng 4 năm 83 cho đến 20 tháng 4 năm 83 dương lịch thường là thiếu kim. Người sinh từ 21 tháng 4 cho đến 12 tháng 5 năm 83 thường là thiếu thủy hoặc thiếu kim. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu thủy hoặc thiếu kim. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 4. Sinh từ 13 tháng 5 cho đến 10 tháng 6 năm 83 dương lịch, tháng Đinh Tỵ. Năm Quý Hợi sinh tháng Tỵ, có sao dịch mã, cuộc đời dễ biến động, đi xa làm công việc xa hoặc là xuất ngoại. Hợi Tỵ tương xung là tượng biến động của lá số. Năm sinh Quý Hợi thiên về nội tâm, trầm tính, hiền lành, cộc tính, ít phân tranh. Thì người sinh tháng Tỵ, Tỵ thuộc hỏa là nhóm người linh hoạt, thích hướng ngoại, giao tiếp khéo, đôi lúc thiếu sự kiên nhẫn và dễ kiêu căng. Ai sinh mệnh ngày thuộc mậu hoặc nhâm là mệnh có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận mệnh nữ 40 đến 49 tuổi, hành vận nhâm tuất thuộc thủy và thổ hỏa. 5 năm đầu là khá, 5 năm sau nhiều trở ngại. Ai sinh mệnh ngày thuộc canh là có sao hồng diễm, dễ biến động chuyện tình cảm. Ai sinh mệnh ngày thuộc ất hoặc kỷ, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Thời vận gặp tuất là sao quả tú, mật mã làm việc cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Thời vận mệnh nam 35 đến 44 tuổi, vận quý sửu thuộc thủy kim thổ, khá tốt về tài lộc. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Tiếp theo, thời vận từ 45 đến 54 tuổi, hành vận nhâm tý thuộc thủy, nhiều cơ hội về tài lộc nhưng khả năng tích trữ không cao. Những ai sinh mệnh ngày thuộc quý, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Nhóm người sinh thời điểm này đa phần là kỵ hỏa và thiếu thủy. Người kỵ hỏa rất nhiệt thành, tính tình dễ nóng nảy, thiếu sự nhẫn nại. Kỵ hỏa không nên sử dụng màu đỏ, tím, cam, hồng, không nên nuôi chó mèo, nhất là chó mèo lông vàng. Tháng Tỵ vào các tiết khí mùa hè nóng, dụng thần mệnh khuyết đa phần là thủy hoặc kim. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày mậu thổ thường không kỵ hỏa. Thể toàn nhắc lại, sinh từ 13 tháng 5 cho đến 10 tháng 6 năm 83 dương lịch là người thiếu thủy. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn mệnh thiếu thủy và mệnh thiếu kim. Đại toàn xin tóm tắt nhóm 5. Sinh từ 11 tháng 6 cho đến 9 tháng 7 năm 83 dương lịch, tháng Mậu Ngọ. Năm sinh Quý Hợi thiên về người hiền lành, cộc tính, thiên về người nội tâm, trầm tính, ít phân tranh với ai khác. Người sinh tháng Ngọ, Ngọ thuộc hỏa là người lại thích tự do, tính cách phóng khoáng, hết mình vì công việc, không chịu lệ thuộc, khi giận dữ như lửa thiêu. Mệnh sinh nhóm này tính tình giàu nhiệt huyết, nóng tính, hết lòng với người mình mến, không ngại va chạm, nhưng thiếu kiềm chế sẽ khó thành việc lớn. Người kỵ hỏa nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, nhà tắm nên có bồn tắm, nên tắm sáng nhiều, không nên nuôi chó mèo, hạn chế dùng đỏ, tím, cam, hồng. Ai sinh mệnh ngày thuộc quý hoặc thuộc kỷ là mệnh có nhiều cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp, tình cảm dễ trắc trở. Thời vận mệnh nữ trước 41 tuổi, hành vận nhâm tuất thuộc thủy hỏa thổ. 5 năm cuối của vận có nhiều biến động, tâm tính khó an. Ai sinh mệnh ngày thuộc canh gà có sao hồng diễm, là ngôi sao dễ biến động chuyện tình cảm. Gặp tuất là có sao quả tú, mật mã dễ biến động tình cảm, ít quan tâm tình cảm. Thời vận sau 42 đến 51 tuổi, hành vận quý hợi thuộc thủy lại phạm thái tuế, dễ hao tài và thị phi, không nên can dự chuyện người khác. Thời vận mệnh nam trước 41 tuổi, hành vận giáp dần thuộc mộc hỏa là thời vận kém nhất. Gặp dần là sao cô thần, nam gặp sao cô thần dễ cô đơn, ít quan tâm tình cảm. Thời vận từ 42 cho đến 51 tuổi, hành vận quý sửu thuộc kim thổ thủy,
tốt về công danh và thăng tiến. Ai sinh mệnh ngày Mậu hoặc Giáp trong vận này dễ phát tài. Sinh từ 11 tháng 6 cho đến 9 tháng 7 năm 83 dương lịch, mệnh thường thiếu thủy kim, kỵ hỏa mộc. Tháng ngọ vào các tiết khí mùa hè, mệnh kỵ mộc hỏa và thiếu kim thủy. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày Mậu thuộc thổ thường không kỵ nhiều hỏa. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu thủy. Khải Toàn sinh tấm tắc nhóm 6, sinh từ 10 tháng 7 cho đến 8 tháng 8 năm 83 dương lịch, tháng Kỷ Mùi. Năm sinh Quý Hợi, sinh tháng Mùi là có sao Hoa Cái, mật mã tài hoa thông minh. Mệnh nữ có sao Hoa Cái, cá tính rất mạnh nên dễ cô đơn. Năm Quý Hợi là người nội tâm, cọc tính, hiền lành, trầm tính, ít phân tranh, giỏi thu xếp thời gian. Sinh tháng Mùi thuộc thổ hỏa, tính tình lầm lì, nội tâm, một số ít người có giả tâm. Đa phần họ bao dung, nhân ái, thích giúp đỡ và làm việc thiện nguyện. Dễ cảm động ngay cả khi xem phim. Giỏi nghiên cứu sáng tạo, là người có nhiều cơ hội sở hữu đất đai nhà cửa. Sinh mùa này thổ hỏa vượng, đại diện cho người thật thà, tốt bụng, cọc tính, không khéo ăn khéo nói, đa phần là người hướng nội. Thời điểm này do thổ hỏa quản là mệnh kỵ hỏa thổ, người nhóm này không nên nuôi chó mèo lông vàng, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Nhà tắm nên có bồn tắm, hạn chế dùng màu đỏ cam tím hồng, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp là mệnh có nhiều cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Đinh, tình cảm dễ trắc trở. Thời vận mệnh nữ trước 40 tuổi, hành vận Quý Hợi thuộc thủy là vận phạm thái tuế, dễ hao tài thị phi, không nên can dự chuyện người khác. Thời vận 41 cho đến 50 tuổi, hành vận Giáp Tý thuộc thủy mộc là thời vận rất tốt cho tài lộc, tích trữ, tuy nhiên dễ có sự xung đột. Ai sinh mệnh ngày Nhâm là có sao Hồng Diễm, dễ biến động tình cảm. Ai sinh mệnh ngày Quý hoặc Nhâm trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Thời vận mệnh Nam trước 43 tuổi, hành vận Ất Mão thuộc mộc là thời vận khá kém. Tính tình rất là quân tử, dễ giúp sai người hoặc can dự chuyện không phải của mình. Thời vận 44 đến 53 tuổi, hành vận Giáp Dần vẫn là vận không tốt. Tính tình càng dễ nóng nảy, mệnh nam nhóm này có vận sao trung niên không đẹp. Ai sinh mệnh ngày thuộc Tân hoặc Giáp trong vận này nhiều cơ hội cải biến tài lộc. Vận gặp Dần là sao cô thần, mật mã dễ cô đơn, tình cảm dễ biến động. Tháng Mùi vào các tiết khí mùa hè và cuối hè, mệnh thường kỵ hỏa thổ. Sinh từ 10 tháng 7 năm 83 đến 8 tháng 8 năm 83 dương lịch, thường là thiếu thủy. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu thủy. Hải Toàn sinh tấm tắc nhân 7, sinh từ 9 tháng 8 cho đến 6 tháng 9 năm 83 dương lịch, tháng Canh Thân. Năm Quý Hợi là người nội tâm, trầm tính, hiền lành, cọc tính, ít phân tranh. Ngược lại, người sinh tháng Thân là người hướng ngoại, thích tự do, giao tiếp giỏi, có thể kiêu căng. Thân thuộc kim thủy, có phần dễ kiêu căng, khó kiềm chế cảm xúc, không chịu thua kém bất kỳ ai. Tính hướng nội hay tính hướng ngoại tăng giảm còn tùy vào mệnh ngày sinh. Mệnh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, nhà ở không nên có nhiều gương to, hạn chế đeo nhiều trang sức vàng bạc đá quý lẫn kim cương. Ai sinh mệnh ngày thuộc Canh hoặc là Đinh là mệnh có nhiều cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất, tình cảm dễ trắc trở. Thời vận trước 40 tuổi, vận nữ hành vận Giáp Tý thuộc mộc thủy, có nhiều cơ hội về tài lộc nhưng khó tích trữ được tiền tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm gặp sao Hồng Diễm, rất dễ biến động chuyện tình cảm. Vận gặp Tý là có sao Hàm Trì, thông minh lãng mạn, có duyên ăn nói, được nhiều người chú ý.
Thời vận 41 đến 50 tuổi của mệnh nữ, hành vận Ất Sửu thuộc mộc thổ kim, 5 năm đầu khá, 5 năm sau nhiều trở ngại. Ai sinh mệnh ngày thuộc canh hoặc giáp, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Với mệnh nam trước 41 tuổi, hành vận Bính Thìn thuộc hỏa thổ thủy, 5 năm đầu khá, 5 năm sau ở mức trung, vẫn có cơ hội về tài lộc nhưng không nhiều cơ hội tích trữ. Thời vận 42 đến 51 tuổi, hành vận Ất Mão, Ất Mão thuộc mộc là thời vận rất tốt về công danh. Ai sinh mệnh ngày Ất hoặc canh, trong giai đoạn này nhiều cơ hội phát tài. Sinh từ 9 tháng 8 cho đến 6 tháng 9 năm 83 dương lịch, thường là thiếu mộc, tháng thân vào các tiết khí mùa thu, mệnh thường kỵ kim. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân thường là không kỵ nhiều kim. Ai sinh mệnh ngày kỷ không nên dùng nhiều mộc. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu mộc. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 8. Sinh từ 7 tháng 9 cho đến 5 tháng 10 năm 83 dương lịch, tháng Tân Dậu, tháng Dậu vào các tiết khí mùa thu, mệnh thường kỵ kim. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc hoặc hỏa. Lưu ý, mệnh ngày sinh thuộc nhâm hoặc tân thường không kỵ nhiều kim. Ai sinh mệnh ngày thuộc kỷ không nên dùng nhiều mộc. Năm sinh Quý Hợi là người nội tâm, lành tính, cọc tính, ít phân tranh. Người sinh tháng Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim, Dậu cố chấp khỏi phải bàn. Dậu thuộc kim rất cố chấp, tranh cãi với họ dễ cao máu. Tuy không chú trọng về ngoài nhưng họ thích ăn ngon, thích yêu thương, bảo vệ gia đình hết mực. Dậu thuộc tứ mã cực đoan, là người có tài lãnh đạo. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên dùng trắng xám. Nhà ở không nên có nhiều kim loại, có nhiều gương to, hạn chế đeo cả vàng bạc trang sức và lẫn kim cương. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính hoặc Tân là mệnh có nhiều cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Tân sẽ mạnh chuyện chăn gối và tình cảm dễ trắc trở. Thời vận mệnh nữ trước 40, hành vận Ất Sửu thuộc mộc kim thổ, 5 năm đầu khá, 5 năm sau dễ hao tài. Thời vận mệnh nữ 41 đến 50 tuổi, hành vận Bính Dần thuộc hỏa mộc là thời vận rất tốt về tài lộc và cả công danh. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp hoặc Quý, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính, gặp sao Hồng Diễm dễ biến động chuyện tình cảm. Thời vận mệnh nam 35 đến 44 tuổi, hành vận Đinh Tỵ thuộc hỏa, 5 năm đầu khá, 5 năm sau ở mức trung, dễ xung đột hoặc có sự đố kỵ, lời nói dễ gây hiểu nhầm. Thời vận sau 45 đến 54 tuổi, hành vận Bính Thìn thuộc thủy hỏa thổ là thời vận trung. Ai sinh mệnh ngày Quý hoặc Ất, trong giai đoạn này dễ phát tài. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu mộc. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 9. Sinh từ 6 tháng 10 cho đến 4 tháng 11 năm 83 dương lịch, tháng Nhâm Tuất, tháng Tuất vào các tiết khí cuối mùa thu, Tuất thuộc thổ hỏa, đa phần là người khuyết mộc. Ai sinh mệnh ngày kỷ không nên dùng nhiều mộc. Năm sinh Quý Hợi gặp Tuất là có sao Quả Tú, mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm Quý Hợi là người nội tâm hiền lành, cọc tính, trầm tính, ít phân tranh, không thích tranh đấu với ai khác. Người sinh tháng Tuất thuộc thổ hỏa cũng là người nội tâm, bảo vệ gia đình hết mực. Họ là những người mạnh mẽ, có nhiều cơ hội sở hữu đất đai, nhà cửa, thường có máu kinh doanh, khá háo thắng, khéo léo trong giao tiếp. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thổ và hỏa, không nên dùng đỏ, tím, cam, hồng, nâu, không nên nuôi chó mèo, xin lỗi, không nên nuôi chó, có thể nuôi mèo, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất là mệnh có nhiều cơ hội phát tài. Ngược lại, ai sinh mệnh ngày thuộc Canh, tình cảm dễ trắc trở. Thời vận mệnh nữ trước 43 tuổi, hành vận Bính Dần thuộc hỏa mộc là thời vận tốt về tài lộc công danh.
Ai sinh mệnh ngày thuộc bính có sao hồng diễm, tình cảm dễ trắc trở. Thời vận 44 đến 53 tuổi, hành vận đinh mão thuộc mộc hỏa là thời vận chung, tốt với ai sinh ngày giáp hoặc ất, kém với ai sinh ngày nhâm hoặc quý. Những ai sinh mệnh ngày ất canh trong giai đoạn này nhiều cơ hội phát tài. Với mệnh nam trước 40 tuổi, hành vận mậu ngọ thuộc hỏa thổ là vận dễ biến động, tính tình dễ nóng nảy khó an. Thời vận sau 41 đến 50 tuổi, hành vận đinh tỵ thuộc hỏa, tương tự vận trước nhưng có cơ hội về tài lộc. Ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Vận gặp tỵ là có sao dịch mã, dễ biến động đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Mời các bạn xem phần sau video có hướng dẫn cho mệnh chiếu mộc. Thẻ toàn xin tóm tắt nhóm 10, sinh từ năm tháng 11 cho đến 12 tháng 11 năm 83 dương lịch, tháng Quý Hợi. Tháng Hợi vào các tiết khí lạnh, dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc và hỏa, thường là kỵ thủy. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân thường không kỵ nhiều thủy. Năm Quý Hợi là người nội tâm, hiền lành, cộc tính, ít phân tranh. Năm Hợi tháng Hợi là nhóm người dễ khổ tâm, thiếu ý chí và thiếu nhiều quyết đoán. Họ là những người lành tính, hướng nội. Mệnh thủy vượng thường thông minh và tận tình, dễ đa sầu đa cảm. Nhóm sinh này đa phần dư thủy kỵ thủy. Mệnh kỵ thủy không nên dùng đen và xanh dương, không phù hợp chọn hình nền là cá chuột heo rồng, hạn chế sử dụng nhiều trang sức vàng bạc, nhà ở không nên có nhiều gương to. Ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm hoặc là quý, mệnh khó giữ được tiền tài. Sinh từ năm tháng 11 cho đến 12 tháng 11 năm 83 dương lịch, thường là thiếu mộc. Sinh từ 13 tháng 11 cho đến 3 tháng 12 năm 83, thường là thiếu hỏa. Thời vận mệnh nữ trước 43 tuổi, hành vận đinh mão thuộc hỏa mộc là thời vận khá. Thời vận 44 đến 53 tuổi, hành vận mậu thìn thuộc thổ thủy, dễ có cơ hội về tài lộc nhưng khó tích trữ được tiền tài. Ai sinh mệnh ngày mậu hoặc kỷ, gặp vận này là có sao hồng diễm, dễ biến động tình cảm. Ai sinh mệnh ngày thuộc ất, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Thời vận mệnh nam trước 44 tuổi, hành vận kỷ mùi thuộc thổ hỏa là thời vận trung. Thời vận sau 45 đến 54 tuổi, hành vận mậu ngọ thuộc hỏa là vận khá. Ai sinh mệnh ngày ất giáp quý kỷ, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn mệnh thiếu hỏa và mệnh thiếu mộc. Thẻ toàn sinh tóm tắt nhóm 11, sinh từ 4 tháng 12 năm 83 cho đến 2 tháng 1 năm 84 dương lịch, tháng Giáp Tý. Quý Hợi sinh tháng Tý là có sao hàm trì, chủ về xinh đẹp thông minh, đào hoa lãng mạn, có duyên ăn nói. Năm sinh Quý Hợi thiên về nội tâm, trầm tính, cộc tính, ít phân tranh. Sinh tháng Tý thuộc thủy, cá tính khá lầm lì, cố chấp rất cao. Tý là một trong tứ mã cực đoan, đại diện cho đào hoa, có tố chất lãnh đạo, là mệnh nội tâm, yêu thương gia đình, xử lý nặng về tình cảm. Họ là những người dễ yếu lòng. Hợi, Tý hai mật mã tương hợp là tượng tốt của lá số. Nhóm người sinh vào tháng này dễ đa sầu đa cảm. Hợi và Tý hợp thủy, lá số có tính thủy quá vượng, mệnh khó giữ được tài lộc. Mệnh thủy vượng là người thông minh chu đáo, là người nhạy cảm trong tình yêu, nhược điểm thường ít cầu tiến và dễ ăn phận. Người kỵ thủy không nên dùng đen và xanh dương, nhà vệ sinh nên giữ sạch sẽ, nhà ở không nên có nhiều gương to, nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng. Ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm hoặc là quý thường khó giữ được tiền tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm, tình cảm dễ trắc trở. Thời vận mệnh nữ trước 43 tuổi, hành vận mậu thìn thuộc thổ thủy, không phải thời vận tốt. Ai sinh mệnh ngày thuộc mậu hoặc kỷ, gặp vận này có sao hồng diễm, tình cảm dễ trắc trở.
Thời vận mệnh nữ 44 đến 53 tuổi, hành vận kỷ tỵ thuộc thổ hỏa, 5 năm cuối có vận khá vì có hỏa. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp và nhâm, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Vận gặp tỵ là có sao dịch mã, đại diện cho biến động chỗ ở hoặc công việc. Thời vận mệnh nam trước 43, hành vận canh thân thuộc kim thủy, mệnh kỵ thủy, gặp vận thủy quá vượng không phải là vận tốt. Thời vận 44 đến 53 tuổi, hành vận kỷ mùi thuộc thổ hỏa, có đôi phần khá hơn vận trước. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Tháng Tý vào các tiết khí lạnh, thời điểm này thủy cường vượng, sinh từ 4 tháng 12 năm 83 cho đến 2 tháng 1 năm 84 dương lịch, thường là thiếu hỏa. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân thường không kỵ nhiều thủy. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu hỏa. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 12, sinh từ 3 tháng 1 năm 84 cho đến 1 tháng 2 năm 84 dương lịch, tháng Ất Sửu, năm Quý Hợi. Năm Quý Hợi thiên về nội tâm, hiền lành, cộc tính, trầm tính, không phân tranh với ai khác. Người sinh tháng Sửu, Sửu thuộc thổ kim. Sửu là một loại thương khố, đại diện cho nhà cửa đất đai. Sửu rất hiền lành, lại khá cộc tính, giống như Hợi. Sửu thường hướng nội, bao dung, hiếu thuận, biết cho đi. Hợi Sửu là hai mật mã tương hợp, là tượng tốt của lá số. Người nhóm này dễ đa sầu đa cảm và thiên về nội tâm. Mệnh kỵ thủy không nên dùng đen và xanh dương, không nên dùng hình tượng cá chuột heo rồng. Nhà vệ sinh nên giữ sạch sẽ, nhà ở không nên có nhiều gương to, nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp là mệnh có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận mệnh nữ trước 40 tuổi, hành vận kỷ tỵ thuộc thổ hỏa là vận khá. Vận gặp tỵ là dịch mã, dễ biến động, đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Sau 41 đến 50, hành vận canh ngọ thuộc kim hỏa, 5 năm cuối có vận khá hơn 5 năm đầu. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp gặp sao hồng diễm, dễ trắc trở tình cảm. Ai sinh mệnh ngày thuộc ất giáp kỷ quý, trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Với mệnh nam, thời vận trước 42 tuổi, hành vận tân dậu thuộc kim là thời vận nhiều trở ngại lớn. Vận sau 43 đến 52 tuổi, hành vận canh thân thuộc kim thủy, có cơ hội về tài nhưng khó tích trữ. Ai sinh mệnh ngày thuộc đinh và kỷ, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Tháng Sửu vào các tiết khí lạnh, thường là chuyển mùa, đa phần kỷ thủy và kỷ thổ. Sinh từ 3 tháng 1 năm 84 cho đến 1 tháng 2 năm 84 dương lịch, thường là thiếu hỏa và thiếu mộc, kỵ thủy thổ. Lưu ý, ai sinh ngày nhâm hoặc tân thường không kỵ thủy. Các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu hỏa. Học cải vận cũng như nhân quả đời thường, bạn hiểu mệnh, dụng tốt và kiên trì sẽ có quả tốt. Trong đó, tâm lý là một loại phong thủy mạnh nhất. Bạn nghĩ mình thay đổi được vận mệnh, bạn nghĩ mình sống thiện lành thì nhân quả sẽ là báo ứng lành. Để nghĩ thiện cần mở lòng, để khai ngộ cần tu dưỡng tâm tánh. Hành thiền giúp tâm an, biết bố thí sẽ tích phước bồi đức. Các bạn vào website vào mục tra lá số. Các bạn kéo xuống bên dưới một tí xíu, nhập thông tin của mình hoặc của người thân vào, nhấn vào lấy lá số. Các bạn kéo xuống một tí hoặc là nhấn vào chữ màu đỏ, lá số và đại vận. 8 ô bên trái là bát tự của bạn vừa nhập vào, các ô bên đây nói về đại vận. Tiếp theo các bạn chú ý vào mệnh ngày sinh của mình, năm tháng ngày giờ, ở trên là thiên can, ở dưới là địa chi. Các bạn quan tâm đến mệnh ngày sinh, ví dụ người này sinh ngày đinh thuộc hỏa,
Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Quý Hợi theo 12 tháng sinh để biết chính xác, cần có cả ngày giờ sinh và giới tính. Bát tự tứ trụ xét cả 8 ô cột ở nhật can, tức là mệnh ngày sinh rất quan trọng. Xét theo mệnh ngày sinh, Khải Toàn xin tóm tắt như sau. Các bạn nên biết kết hợp mệnh ngày sinh và tháng sinh của mình để tự trải nghiệm. Nếu tự nghiên cứu, các bạn phải kiên nhẫn ứng dụng. Thầy Phong Thủy Chân Thiện cho bạn phương pháp, việc còn lại bạn phải tự nỗ lực để cải thiện. Tuổi Hợi nói chung là nhóm người hiền lành, nội tâm, ít phân tranh, mức độ tăng giảm tùy vào tháng sinh và mệnh ngày sinh. Dù vận tốt hay không tốt, hãy dành thời gian tu tâm dưỡng tánh. Sau một thời gian, mọi suy nghĩ, lời nói của bạn đều chân thiện, tâm tự khắc sẽ an, sẽ thông cảm với những người bên cạnh. Được như vậy, phước duyên sẽ hồi đáp. Vì sống thiện lành, giúp đỡ mọi người, buông xả cái tôi chính là cách cải biến tốt nhất. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.